Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các đề văn nghị luận về hiện tượng đời sống. Trong đời sống có vô vàn những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh con người. Mỗi hiện tượng đó lại có những đặc điểm, tính chất cần con người lý giải bằng sự nhìn nhận vấn đề và lập luận logic. Đó có thể là bằng lời nói hoặc sử dụng ngôn ngữ văn chương như nghị luận. Nghị luận về một hiện tượng đời sống đã trở nên rất quen thuộc và thường được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trong chương trình ngữ văn, các em được làm quen với thể loại văn nghị luận, cụ thể là nghị luận về một hiện tượng đời sống. Mời các em tham khảo một số bài soạn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống hay nhất mà thầy đã tổng hợp trong bài viết dưới đây. Sau đây là đề bài 1. Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay. Bài làm. Mỗi thời đại sẽ có những cách khác nhau để liên lạc, trao đổi thông tin. Ngày xưa, con người thường viết thư và chờ đợi những bức thư phản hồi. Thời gian rất là lâu vì khoảng cách xa xôi, vì phương tiện, vân vân. Nhưng ngày nay, khi nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát triển, thì những bức thư chờ đợi đó được thay thế bằng những cú click, những dòng enter của phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng cũng vì quá lạm dụng bởi tốc độ nhanh chóng đó, sự tiện lợi đó mà các bạn trẻ hiện nay tự tập cho mình một lối sống không lành mạnh, sống ảo. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, sống ảo là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cứ chìm đắm, đam mê vào lối sống không hiện thực này? Sống ảo là một cách sống không thực tế, hoang tưởng, mơ hồ, không tồn tại trong cuộc sống. Sống ảo khiến cho các bạn trẻ đánh mất đi quyền giao lưu, quyền được vui chơi, tham gia vào những chương trình, vào những hoạt động ngoại khóa mà ở đó các bạn có thể trực tiếp kết bạn, trực tiếp trò chuyện với những con người thật. Và bạn ngồi đó và chỉ cần gõ một cú click chuột là có thể kết bạn giao lưu với mọi người trên khắp thế giới. Đây cũng chính là lẽ mà rất nhiều bạn đam mê nó. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Twitter và vô số trang mạng xã hội khác nữa, việc giao tiếp trở nên quá dễ dàng, khoảng cách như được thu hẹp lại. Vì thế, làm sao mà chúng ta không đam mê, không yêu thích? Nhưng nếu nó trở nên quá mức, hàng giờ, hàng ngày bạn ngồi trước màn hình máy tính, nhắn tin trò chuyện với những người mới quen, những người xa lạ. Nhưng những người bạn ngoài đời, những người thân quen của bạn thì dường như bạn đang quên mất họ, bỏ qua sự tồn tại của họ. Một thế giới ảo tạo cho bạn một viễn tưởng về cuộc sống vô cùng tươi đẹp và hấp dẫn. Trên đó, mỗi người có thể xây dựng cho mình một hình tượng trong mơ, những ngôi nhà, những hình ảnh tuyệt đẹp và có vô số những người bạn nhưng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài cuộc sống. Và vì thế, nhiều hệ lụy đã xảy ra. Vì muốn được tung hô, nổi tiếng, nhiều bạn trẻ đã biến mạng xã hội là một bước để tiến thân, đăng những hình ảnh không lành mạnh để mong nhận được sự chú ý của mọi người, hay sử dụng những lời nói không văn minh nhằm thể hiện bản lĩnh của mình. Những anh hùng bàn phím được ra đời từ đây, những người đó đã gây ra không ít những mâu thuẫn, những thông tin sai lệch cho mọi người. Hệ lụy cao hơn đó chính là làm ảnh hưởng xấu đến người khác, mang một lối sống lệch lạc, tinh thần không ổn định, khiến không ít người đi theo vết xe đổ này. Việc giao lưu, kết bạn trên mạng đã xuất hiện nhiều tình yêu online. Đây không phải là tình trạng xấu, điều sai, nhưng nó cũng gây ra nhiều trường hợp không tốt như dễ bị lợi dụng, lừa lọc và trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ xấu. Kết quả để lại là sự hối hận, mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Thật sự đây là điều nguy hiểm mà các bạn khó có thể lường trước được. Khi các bạn dành thời gian lên mạng, chìm đắm vào một thế giới ảo không hiện thực, thì đến lúc đó bước ra thế giới thật, các bạn sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy lạ lẫm, không thể nào xác định cho mình được một hướng đi đúng đắn. Đôi khi trầm trọng hơn là lúc bạn nhận ra tình cảm của mình và bố mẹ ngày càng bị rạn nứt, bạn bè của bạn sẽ xa lánh bạn. Xã hội phát triển là điều tốt, một thế giới mà sự kết bạn và giao lưu được nhanh chóng và xích lại gần nhau hơn. Nhưng hãy cho nó đi vào một hướng đúng và hợp lý, đừng sống ảo. Sống ảo chính là một căn bệnh khó có thể chữa được. Nó như con sâu đang ăn dần sức khỏe và tinh thần của các bạn trẻ. Vì vậy, hãy sống lành mạnh, sử dụng mạng xã hội hợp lý. Hãy để nó là một phương tiện giúp bạn phát triển và tốt hơn.
đừng để nó giết chết đi tâm hồn của bạn. Hết bài làm 1. Đề bài 2, nghị luận về hiện tượng ăn mặc sexy của giới trẻ hiện nay. Bài làm: trước đây khi đời sống kinh tế còn khó khăn, con người chỉ nghĩ đến việc ăn no mặc ấm. Còn ngày nay, khi nền kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng lên và phải hội nhập với văn hóa thế giới, nên con người hướng đến ăn ngon, mặc đẹp. Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của phong cách thời trang hiện đại là các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn nữ sinh. Trước đây, phụ nữ Việt Nam luôn tự hào mang trong mình vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng trong các trang phục áo dài truyền thống hoặc chiếc áo bà ba thướt tha. Những trang phục truyền thống đó làm toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, một vẻ đẹp rất riêng biệt, khác biệt với những người phụ nữ ở các quốc gia khác. Dần dần tà áo dài trở thành nét đẹp văn hóa, biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đến bây giờ, khi nền văn hóa Việt Nam hội nhập với nền văn hóa thế giới, thì người phụ nữ Việt Nam bên cạnh vẻ đẹp dịu dàng cũng phải rất hiện đại và năng động. Các bạn nữ sinh ở lứa tuổi 15-18 hội nhập văn hóa thời trang rất nhanh. Bên cạnh đồng phục trường, lớp, các bạn cũng chọn cho mình những trang phục rất trẻ trung và hợp với lứa tuổi, đó là áo phông, quần jean hoặc những chiếc váy rất cá tính. Nhưng có một hiện tượng chúng ta cần quan tâm là các bạn nữ ăn mặc sexy. Đó là các chiếc áo ngắn nửa thân, những chiếc quần bò mài rách ngắn chỉ đến ngang đùi hoặc những chiếc váy chỉ dài chưa được 30cm. Các bạn nữ sinh diện các trang phục này, có thể họ nghĩ rằng đó là sành điệu, hợp thời trang, hoặc đó mới là phong cách trẻ trung, hội nhập với thời trang châu Âu, quốc tế. Mà các trang phục đó sẽ giúp các bạn ấy thu hút được sự chú ý của mọi người và sẽ làm cho các bạn thực sự nổi bật giữa đám đông. Tuổi trẻ vốn thích những điều mới lạ và khác biệt. Đúng là khi mặc trên người những trang phục đó, các bạn sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người, thậm chí là sự trầm trồ hoặc những cái nhìn tò mò. Chỉ có điều đó không phải là sự khen ngợi rằng bạn xinh đẹp, bạn trẻ trung, mà đó là sự đánh giá về con người bạn, rằng bạn là người không lịch sự và là người không biết cách ăn mặc. Những trang phục đó, xét về một mặt nào đó thì chúng không lịch sự bởi chúng quá ngắn hoặc quá rách. Đó không phải là thời trang mà đó là thảm họa. Những trang phục đó được đánh giá là thời trang chỉ khi chúng được trình diễn bởi các người mẫu trên sàn catwalk, chứ chúng không thể mặc khi ra ngoài. Có những bạn nữ sinh mặc áo có cổ quá thấp, có thể hở ngực hoặc những chiếc quần siêu ngắn, chỉ cần ngồi xuống là sẽ nhìn thấy cơ thể bên trong. Hoặc có những bạn còn mặc những chiếc áo ren mà nhìn rõ cả nội y. Đó thực sự là những trang phục gây phản cảm, bởi chúng thực sự không hợp với văn hóa người Việt là kín đáo và nữ tính. Những người mặc trang phục đó, chính họ đã tự làm mất đi giá trị bản thân mình, bởi người khác sẽ đánh giá bản chất con người họ thông qua trang phục mà họ đang mặc trên người. Mọi người sẽ đánh giá họ không hiểu thế nào là thời trang và không hiểu thế nào là văn hóa. Hơn thế nữa, họ là nữ sinh, là những người hơn ai hết phải biết tiếp thu những văn hóa hiện đại và xu hướng quốc tế. Họ phải ăn mặc đẹp và hợp thời trang để tạo nên phong cách trẻ trung, năng động cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng ngược lại, dần dần họ đang đánh mất đi chính mình. Trang phục tạo nên vẻ đẹp của một con người và chúng góp phần tạo dựng hình ảnh của một người trong con mắt của người khác và của toàn xã hội, nhất là đối với người phụ nữ. Các bạn nữ sinh ở tuổi mới lớn, các bạn hãy chọn cho mình phong cách thời trang hợp với lứa tuổi và hợp với văn hóa xã hội. Dù các bạn muốn mình trở thành một người thu hút mọi ánh nhìn đi chăng nữa, thì các bạn cũng nên chú ý đến giới hạn xã hội vốn có để bạn không làm mất đi hình ảnh của chính mình. Trang phục đẹp là trang phục phù hợp với vóc dáng của người mặc và phù hợp với văn hóa của từng đất nước, vùng, miền. Hết bài làm 2. Đề bài 3, nghị luận xã hội về hiện tượng ô nhiễm môi trường hiện nay. Hàng ngày trên các phóng sự, bản tin đâu đâu cũng thấy nói những cụm từ như băng tan, trái đất nóng lên, mưa axit, biến đổi khí hậu toàn cầu, hay lại thêm những vùng đất mới trở thành những bãi rác công nghiệp. Tất cả đều là những hậu quả mà ô nhiễm môi trường gây nên. Còn rất nhiều những cụm từ khác liên quan đến môi trường mà luôn được cập nhật hàng ngày.
đã từ lâu những thông tin về ô nhiễm môi trường được mọi người trong xã hội quan tâm và đặc biệt chú ý, bởi mọi người đã ý thức được những tác hại mà nó gây ra và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng hiện nay. Tại sao tôi lại nói rằng ô nhiễm môi trường là một vấn đề nóng? Bởi vấn đề ấy ngày càng trở nên trầm trọng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người cũng như các loài động thực vật sinh sống trên trái đất. Nhiều người vẫn còn chưa hiểu rõ về ô nhiễm môi trường. Có người vẫn chỉ hiểu đơn thuần nó như một hiện tượng xấu nào đó mà không biết những tác nhân, hậu quả hay cụ thể hơn là những biểu hiện của nó. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ giúp họ hiểu hơn về những nội dung này. Trước hết là khái niệm ô nhiễm môi trường. Môi trường là khái niệm chỉ toàn bộ mọi thứ xung quanh con người, được hiểu như tất cả điều kiện tự nhiên và vật chất mà trái đất có được. Nhưng thông thường về ô nhiễm môi trường, người ta chỉ chia ra thành 3 loại chính, đó là đất, nước và không khí. 3 thành phần này là những bộ phận cơ bản nhất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người cũng như các loài động thực vật khác. Thật vậy, chẳng ai hay bất kỳ sinh vật nào có thể sống thiếu những thành tố trên. Đất là nơi sinh sống, là nơi trú ngụ của mọi sinh vật. Nước là sự sống. Con người có thể không ăn nhưng không thể thiếu nước. Bạn cứ tưởng tượng một ngày bị mất nước, cuộc sống của bạn sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào. Hay không khí, mất không khí bạn sẽ không thể thở. Chỉ cần ngừng thở hơn một phút, tim bạn sẽ ngừng hoạt động. Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đó. Khi 3 thành tố này bị ô nhiễm, bạn cũng có thể hiểu được như chúng ta đang dần mất đi. Sự tàn phá của ô nhiễm môi trường cũng không khác gì so với hậu quả của chiến tranh thế giới. Ô nhiễm môi trường cứ từng bước gây hại, một cách từ từ và lâu dài. Đầu tiên, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của các sinh vật trên trái đất, sức khỏe con người, sự tồn tại và phát triển của các loài động thực vật khác. Tại sao nó ảnh hưởng? Thì tôi đã nói ở trên rồi. Vậy ảnh hưởng như thế nào? Thì trước hết là vấn đề sức khỏe con người. Ô nhiễm môi trường gây ra hiện tượng thủng tầng ozone mà ai cũng biết tầng ozone là lá chắn bảo vệ trái đất của chúng ta khỏi những tác nhân gây hại như tia cực tím, tia UV, các xung cường độ sóng có hại. Lá chắn này bị hủy hoại đã gây ra rất nhiều những vấn đề về môi trường. Tia cực tím, tia UV là các tác nhân chính gây ra các bệnh khó chữa ở người, mà điển hình là ung thư. Mặc dù nhiều căn bệnh hiện nay đã có phương pháp chữa trị, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa được cao. Sức khỏe con người bị đe dọa là vậy, các loài động thực vật khác cũng không tránh khỏi. Ô nhiễm môi trường với những đợt mưa axit ảnh hưởng trực tiếp đến thực vật, cháy rừng thiêu rụi biết bao đa dạng sinh học, làm mất đi nơi cư trú của biết bao loài động vật hoang dã. Biến đổi khí hậu đột ngột dẫn đến sự tuyệt chủng của biết bao loài động vật quý hiếm. Nước biển dâng còn mang nguy cơ nhấn chìm nhiều nền văn minh nhân loại. Vậy chẳng lẽ con người lại để cho môi trường cứ tiếp tục ô nhiễm mà đe dọa sự sống của chính mình? Không, con người không như vậy. Họ đã tìm ra những nguyên nhân và giải pháp phù hợp nhằm cải thiện cũng như cải tạo và phục hồi môi trường. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường có thể kể đến là ý thức con người, sự phát triển công nghiệp như vũ bão kéo theo những tác nhân gây ô nhiễm môi trường như nước thải công nghiệp, khí thải, rác thải không xử lý được. Và nguy hiểm hơn là rác thải của lò điện nguyên tử, rác thải của chiến tranh còn đọng lại, nguy hại trực tiếp đến con người. Ngoài ra, môi trường ngày càng ô nhiễm cũng một phần do sự quản lý của nhà nước đối với người dân quốc gia là chưa chặt chẽ. Cụ thể đối với Việt Nam, những điều luật liên quan đến môi trường còn chưa thiết thực hoàn toàn, vẫn chưa phù hợp đối với hành vi vi phạm khiến cho những hành động làm tổn hại đến môi trường vẫn cứ thế mà tiếp tục diễn ra bất chấp sự can thiệp của nhân tố bên ngoài. Môi trường bị hủy hoại đồng nghĩa cuộc sống của con người và sinh vật trên trái đất cũng bị hủy hoại. Để tình trạng ấy không diễn ra, con người đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, chẳng hạn như đưa ra những sáng kiến cải tạo môi trường, những phát minh cải tạo môi trường, những biện pháp để nâng cao ý thức môi trường của mọi người. Đã có rất nhiều cuộc vận động về môi trường như ngày trái đất, giờ trái đất, chiến dịch trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, lên án những hành động gây hại nghiêm trọng đến môi trường, xử phạt những hành vi nguy hại. Thường xuyên có những hoạt động giáo dục ý thức con người, làm những hồi chuông báo động cảnh tỉnh con người. Rất nhiều những biện pháp nhằm cải thiện môi trường trong sạch hơn.
Môi trường rất quan trọng với mọi sinh vật trên trái đất này. Môi trường bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến con người mà còn có cả các loài động thực vật khác. Không bảo vệ môi trường, nguy cơ cuộc sống của chúng ta bị hủy hoại càng lớn. Trái đất bị hủy diệt, kéo theo sự sống cũng lụi tàn. Chính vì vậy, hãy tự vấn bản thân mình để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của chính bạn và lan tỏa bầu nhiệt huyết bảo vệ môi trường ấy cho mọi người xung quanh. Hãy chung tay bảo vệ môi trường vì chính cuộc sống của bạn và những người thân yêu. Hết bài làm 3. Đề bài 4. Nghị luận xã hội về hiện tượng thần tượng hiện nay. Bài làm. Trong đời sống ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ vật chất và tinh thần của người dân ngày một tăng cao. Nhưng kéo theo đó là biết bao hệ lụy xấu, con người ngày càng vô cảm, chỉ biết chú trọng quan tâm mình và mặc kệ người khác. Tuy nhiên, lại có bộ phận dân cư, đặc biệt là các cư dân trẻ có lối sống vì người khác nhưng lại thái quá, lại là hiện tượng đáng lo ngại cho xã hội. Đó là vấn đề cuồng thần tượng của một bộ phận giới trẻ. Thần tượng của giới trẻ là những diễn viên, ca sĩ thần tượng, những con người hướng đến lý tưởng về cái đẹp. Thần tượng là mô thức hoàn hảo trong lĩnh vực nghệ thuật mà người hâm mộ muốn học hỏi, noi theo và tiếp nối. Họ tạo nên những xu hướng và giới trẻ thường xem đó là những điều hay muốn hướng tới. Ngưỡng mộ thần tượng là sự tôn kính, mến phục nồng nhiệt dành cho những đối tượng được xem là hình mẫu lý tưởng hoặc có quyền năng đặc biệt, có sức hút mạnh mẽ đối với cá nhân hay cộng đồng. Nhưng mê muội thần tượng là sự say mê, tôn sùng một cách mù quáng, thiếu tỉnh táo trước thần tượng. Thần tượng một người với hình mẫu về một lối sống chuẩn mực thì rất đáng được khích lệ, vì nó sẽ như một tấm gương gieo mầm những văn hóa tốt đẹp. Hay nói cách khác, nếu ngưỡng mộ đúng mức là tích cực, thì ngưỡng mộ quá mức là tiêu cực và có thể còn gây ra hậu quả khôn lường. Ngưỡng mộ thần tượng là một ứng xử văn hóa, biểu hiện ở các phương diện, thái độ trân trọng mến phục, hành động tôn vinh cổ vũ, ngôn ngữ ca ngợi tán dương. Tuy nhiên, ngưỡng mộ thần tượng nhưng chớ nên mê muội thần tượng. Điều đáng nói là hiện nay, một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt Nam đã rơi vào tình trạng này, đặc biệt sự ngưỡng mộ của họ dành nhiều nhất cho các thần tượng xứ Hàn. Với họ, thần tượng là cuộc sống, là niềm vui của cuộc đời. Họ lướt mạng xã hội thường xuyên để theo dõi tình hình thần tượng. Vui buồn của thần tượng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Họ tôn sùng thần tượng của mình mà bất cứ ai dám động chạm đến đều phải lãnh hậu quả, ít nhất là sẽ phải lãnh võ miệng của họ. Tiền bạc của họ dành phần lớn cho việc mua vé xem phim của thần tượng mình, mua đĩa, mua vé đêm nhạc của thần tượng mình, mua những đồ quảng cáo do thần tượng mình làm người đại diện hình ảnh. Họ coi trọng thần tượng mình hơn cả những người thân, bạn bè xung quanh. Hãy cứ điểm lại xem tình hình của mạng xã hội sau những ngày tổ chức sự kiện đón các ngôi sao, bao nhiêu hệ lụy xảy ra, nào là tình hình an ninh trật tự, ách tắc giao thông, fan cuồng có thể hàng ngày, hàng giờ đứng đón thần tượng ở sân bay, bất kể đêm ngày dõi theo thần tượng. Đến ngay cả thần tượng của họ cũng thấy sợ những hành động đó. Nguyên nhân gây ra tình trạng này trước hết là do tâm lý lứa tuổi. Các bạn trẻ sống trong thời hiện đại khi nhu cầu ăn no mặc ấm đã nhường bước lại cho nhu cầu ăn no mặc đẹp. Kinh tế phát triển, giao lưu hội nhập văn hóa ngày càng phổ cập. Tuổi còn trẻ, suy nghĩ còn non và tâm lý bản ngã lớn nên luôn muốn làm những điều mình thích, những điều hợp ý mình, có thể tự do thể hiện bản thân. Do gia đình bận rộn, thiếu thời gian quan tâm con cái, lại để con cái tự do thoải mái trong việc tiếp cận thông tin và không kiểm soát được tình trạng của con cái. Thần tượng không có lỗi và việc cuồng thần tượng cũng không phải là một tội lỗi, nhưng nên đặt sự hâm mộ vào tầm kiểm soát. Việc định hướng con trẻ không nên quá sa đà vào việc thần tượng thái quá, không phải là trách nhiệm của riêng ai. Cần có sự định hướng cho các em về hình ảnh thần tượng sao cho gần với thực tế, vì mê muội thần tượng là trạng thái mù quáng trong nhận thức, thái quá trong tình cảm, không còn khả năng suy xét, phân biệt đúng sai, lẫn lộn về giá trị. Mê muội thần tượng còn dẫn đến hành động sai lầm quá khích, gây ra những hậu quả tệ hại cho bản thân và xã hội. Việc mù quáng chạy theo thần tượng hay phóng đại thần tượng quá mức đều là biểu hiện của sự mê muội thần tượng, đều là những thái độ và ứng xử thiếu lành mạnh, thậm chí thiếu văn hóa, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
kẻ mê muội có thể bị chính thần tượng lợi dụng thân xác hay tiền bạc. Vì những hành động tích cực và những tác hại tiêu cực ấy, chúng ta cần có những nhận thức đúng đắn về việc ngưỡng mộ thần tượng và lường được những hậu quả của sự mê muội, để có thái độ và cách ứng xử phù hợp, nâng tầm văn hóa cho bản thân trong mắt người khác, từ đó phấn đấu vươn tới những tầm cao cuộc đời sống. Bạn bè cần biết chế ngự những cảm xúc say mê thái quá trước thần tượng, không chạy theo thần tượng một cách mù quáng. Biết phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng trong cuộc sống hàng ngày, mà trước hết là trong học đường. Mỗi người có một thần tượng cho riêng mình để ước mơ và vươn tới. Tuy nhiên, việc làm thiết thực cho bản thân và cũng là cho thần tượng của chính họ, đó là hãy có những hành động cư xử văn minh với thần tượng của mình. Đừng vì quá đam mê và thần tượng hóa mà biến mình thành người khác, không tốt cho bản thân và xã hội. Mỗi người chúng ta cần ý thức hơn về điều này để cuộc sống luôn văn minh hiện đại mà không đánh mất đi những giá trị cổ truyền tốt đẹp. Hết bài làm 4. Đề bài 5. Nghị luận xã hội về vấn đề sử dụng điện thoại của học sinh hiện nay. Bài làm. Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật đem đến cho con người rất nhiều bổ ích, và điện thoại di động chính là một trong những vật dụng không thể thiếu đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, việc những bạn học sinh lạm dụng điện thoại quá nhiều hay sử dụng điện thoại sai mục đích mang đến cho cha mẹ, thầy cô nhiều điều trăn trở. Điện thoại di động là một trong những tiến bộ kỹ thuật vượt bậc mà nhân loại ta được thừa hưởng. Hầu như hiện nay, mỗi người đều có tối thiểu một chiếc điện thoại để phục vụ mục đích liên lạc cá nhân và trao đổi công việc. Ngoài những chiếc điện thoại củ gạch với chức năng nghe gọi, hiện còn có nhiều hãng điện thoại với chức năng cao như quay phim, chụp ảnh, kết nối Internet. Giá của mỗi chiếc điện thoại này cũng vô cùng rẻ, chỉ khoảng 2-3 triệu đồng. Vì thế, dù gia đình có điều kiện hay không, thì cũng cố sắm cho con cái họ một chiếc điện thoại thông minh. Thế nhưng, bên cạnh những điều tích cực nó mang lại cho con người, vẫn còn đó rất nhiều hệ lụy. Nếu được hỏi dùng điện thoại để làm gì, thì các em sẽ chẳng nghĩ ngợi mà trả lời để phục vụ học tập, liên lạc với thầy cô, bạn bè, bố mẹ. Thế nhưng thực tế thì lại không như thế. Cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, những chiếc điện thoại thông minh ngày càng hủy hoại con người. Mỗi ngày các em có 8 giờ học trên lớp, thế nhưng thay vì tiếp thu bài học của thầy cô, các bạn học sinh lại dùng nó để giải trí. Việc không tập trung vào bài học dẫn đến các em bị hỏng kiến thức, chưa kể việc phải dừng lại nhắc nhở, học trò phải tắt điện thoại cũng khiến các thầy cô bị cắt mạch cảm xúc, các bạn làm phân tán sự chú ý. Nhiều trường hợp học trò còn vô tư dùng điện thoại để xem phim, lên mạng xã hội thỏa sức chém gió với bạn bè khắp nơi. Điện thoại thông minh với chức năng chụp ảnh quay phim còn khiến các em cho ra đời nhiều bức ảnh tục tĩu, hở hang, làm trò câu view, câu like, gây nên nhiều hậu quả nặng nề, bóng ma tâm lý cho các bạn thậm chí còn không muốn đến trường vì xấu hổ. Việc dùng điện thoại thông minh có hai mặt của nó, bên cạnh những tích cực nó mang đến thì còn đó là những hậu quả nặng nề khiến cho xã hội phải nhức nhối. Những chiếc điện thoại thông minh thường được kết nối Internet nên các em học sinh thay vì nhiệm vụ học hành sẽ dùng thời gian để lên mạng, chat chít, tình cảm, chơi game online, thậm chí là truy cập các hình ảnh bạo lực, đồi trụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa học đường. Vậy phải làm gì để hạn chế tình trạng này? Hiện nay, nhà trường cũng đưa ra một số biện pháp răn đe như cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học. Tuy nhiên, thực tế, đây là việc vô cùng khó khăn. Thay vì cấm đoán, nhà trường thầy cô nên tìm cách để hướng dẫn các em sử dụng điện thoại di động sao cho đúng và hợp lý nhất. Tuyệt đối không dùng với mục đích nhạo báng và xúc phạm nhau bằng những clip nóng, những hình ảnh bạo lực đồi trụy. Bản thân của các em học sinh cũng cần phải ý thức được việc học tập là quan trọng với mình. Sử dụng điện thoại với mục đích phục vụ học tập là chính. Đối với các phụ huynh, cần quy định số tuổi để con dùng điện thoại, kiểm soát thời gian cũng như hành vi của các con khi dùng điện thoại để kịp thời ngăn chặn những hành động đi quá xa. Điện thoại di động là một phương tiện liên lạc vô cùng hữu ích, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển mà nó còn có khả năng kết nối người với người. Thế nhưng làm cách nào để nó không sai mục đích và ảnh hưởng đến thế hệ trẻ là điều vô cùng nan giải. Vì vậy, nó cần nhà trường cùng các bậc phụ huynh phải có biện pháp cứng rắn ngăn chặn hành vi sử dụng điện thoại quá sớm ở học sinh.
bởi có như thế mới có thể giúp các em thực hiện tốt vai trò và sự phát triển tự nhiên của mình. Hết bài làm 5. Đề bài 6. Nghị luận về thói ăn chơi đua đòi của giới trẻ hiện nay. Bài làm. Thói ăn chơi đua đòi là một hiện tượng đáng phê phán trong cuộc sống hiện đại, nhưng nó đang là một tệ nạn diễn ra trong giới trẻ hôm nay. Nó chính là một thói ăn chơi đáng chê trách của những người trẻ hôm nay khi các bạn sống thiếu trách nhiệm với tương lai của mình. Thói ăn chơi đua đòi là gì? Đó chính là cách sống của những người trẻ khi họ quen sống hưởng thụ, trở thành những người chỉ biết ăn chơi, đua đòi, vòi vĩnh dù hoàn cảnh gia đình của mình không giàu có, nhưng luôn muốn đua đòi ăn chơi theo những bạn có tiền. Nếu thấy bạn của mình được mua sắm một món đồ hàng hiệu nào đó thì cũng muốn tìm cách có tiền để mua cho bằng được. Thói ăn chơi đua đòi dường như đã ngấm vào trong tâm hồn của rất nhiều bạn trẻ, khiến cho các bạn đánh mất đi lý tưởng sống đúng đắn của riêng mình. Các bạn không hiểu rõ được giá trị cuộc sống nằm ở đâu mà luôn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của người khác. Thấy một người ăn mặc đẹp, có điện thoại đắt tiền, có xe đẹp là ngay lập tức về nhà đòi bố mẹ mua sắm cho mình, mà không hiểu được hoàn cảnh gia đình mình. Nhiều ông bà bố mẹ vô cùng thương con, làm mọi thứ chỉ mong con cái mình bằng bạn bằng bè, khiến cho con cái của họ trở nên hư hỏng, quen thói đua đòi và hay đòi hỏi bắt cha mẹ phải chiều theo ý của mình. Nhiều bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường chưa hề làm ra tiền, nhưng luôn sử dụng những món đồ dùng đắt tiền, đầu tóc thì nhuộm nhiều màu, quần áo rách te tua, khuyên tai khuyên mũi. Họ tưởng như vậy là đẳng cấp, là biết ăn chơi hưởng thụ cuộc sống. Còn những người ăn mặc giản dị, chăm chỉ học hành là những kẻ nghèo hèn, cù lần rốt nát. Nhiều bạn cho đó là mốt và thường chạy theo mốt một cách lố lăng mà không biết nó có hợp với mình hay không. Các bạn đó chưa làm ra tiền, chỉ quen dùng tiền của cha mẹ, mà cha mẹ các bạn kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì. Đáng lẽ là phận con, chúng ta phải biết thương bố mẹ, chia sẻ những khó khăn với cha mẹ của mình. Nhưng các bạn đó lại không thấu hiểu những nhọc nhằn mà cha mẹ phải gánh nặng trên đôi vai. Họ thường trốn học rủ nhau đi ăn chơi, đua xe, chơi game, vân vân. Nhiều người con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều thành những cậu ấm cô chiêu, được cha mẹ mua cho những món hàng đắt tiền từ nước ngoài mang về, nên họ cho đó là hạnh phúc và thường thể hiện đẳng cấp của mình mang ra khoe khoang với bạn bè cùng lớp. Vô tình chung, những bạn đó đã khiến cho phong trào đua đòi trở nên phát triển hơn. Những bạn không có món hàng đó sẽ cảm thấy mình kém cỏi, không sang chảnh, không được cha mẹ yêu thương, thiếu may mắn trong cuộc sống. Có nhiều người vì cha mẹ không có tiền để đáp ứng những yêu cầu mong muốn sử dụng hàng hiệu ăn chơi, nên những người đó đã sa ngã vào con đường tội lỗi, trộm cắp, cờ bạc. Lúc đầu là trộm cắp của cha mẹ, sau là của người thân, bạn bè, hàng xóm. Dần dần họ trở thành những con người biến chất trong xã hội. Thói ăn chơi đua đòi chính là một đức tính xấu cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống của thế hệ trẻ chúng ta. Chúng ta cần phải sống ý nghĩa, sống đẹp, sống có ích, sống có ước mơ, hoài bão như những gì ông bà ta đã dạy dỗ con cháu mình. Cần phải biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Lá lành đùm lá rách, những trái tim nhân hậu luôn làm nên yêu thương cho cuộc sống, tạo nên những bản tình ca đẹp giữa cuộc đời. Khi chúng ta học một thói quen tốt, nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Còn khi chúng ta học một thói quen xấu thì nó sẽ giết chết tâm hồn và nhân cách của chúng ta. Mỗi con người đừng nên sống hoài, sống phí, bởi mỗi người chỉ có thể sống có một lần mà thôi. Hết bài làm 6. Đề bài 7. Nghị luận về việc ở hiền gặp lành. Bài làm. Ca dao tục ngữ là một kho tàng những lời khuyên răn bổ ích, giúp bạn nhận ra được chân lý và giá trị cuộc sống. Có nhiều câu nói về luật nhân quả trong cuộc sống hàng ngày như: gieo nhân nào gặp quả ấy, gieo gió gặp bão, ở hiền gặp hiền, ác giả ác báo, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Những câu tục ngữ này nhằm giáo dục mọi người hãy sống sao cho phải đạo, luôn hướng đến cái thiện, làm điều thiện, đồng thời cũng cảnh cáo những ai sống ích kỷ, độc ác, chỉ biết lợi mình mà làm hại người khác. Thực tế cuộc sống, nhiều người có ý kiến cho rằng không phải ai ở hiền cũng gặp lành.
kẻ nào làm điều ác cũng đều bị trừng trị thích đáng. Hiện nay, ý nghĩa của câu ở hiền gặp lành vẫn đang có rất nhiều ý kiến đưa ra bàn cãi. Để nói về vấn đề này, trong cuộc thảo luận ở lớp, em cũng bày tỏ một số ý kiến của cá nhân. Theo đúng nghĩa thực của câu tục ngữ ở hiền gặp lành, nghĩa là những ai đối xử tử tế với người khác, sống nhân hậu, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách chân thành và nhiệt tình, không mảy may vụ lợi thì trước sau cũng sẽ gặp điều tốt lành. Đừng quá nghĩ vấn đề thiệt hơn rằng mình giúp đỡ ai đó để được mong trả công một cách sòng phẳng. Bởi người Việt ta vẫn thường có câu rằng làm ơn há dễ, mong người trả ơn. Thực tế cuộc sống cho thấy, ông cha ta từ xưa đến nay, ông bà cha mẹ sống tử tế, luôn giúp đỡ người khác thì sẽ để phúc về sau, con cháu sẽ được hưởng phúc tốt đẹp. Phúc ở đây không có nghĩa là của cải vật chất, mà những điều tốt đẹp cho bản thân mỗi người, gia đình và xã hội. Nhưng điều đáng bàn cãi ở đây là trong thực tế cuộc sống, không phải lúc nào ở hiền cũng gặp lành. Nhiều trường hợp trái ngược nhau, ở hiền nhưng lại bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó và kém may mắn. Thay vào đó, những kẻ độc ác, sống thủ đoạn thì lại được hạnh phúc đủ đầy, sống xa hoa, tiền bạc nhiều vô kể. Phải chăng câu tục ngữ chỉ là liều thuốc an thần cho những người bị trị trong xã hội cũ để họ có niềm tin ánh sáng vào cuộc sống tương lai, vào con đường phía trước? Có thể nói những điều mâu thuẫn, những điều trái với quy luật nhân quả bao giờ cũng xảy ra trong thực tế xã hội cả xưa và nay. Những kẻ xấu vẫn tồn tại và chúng liên kết với nhau tạo thành một thế lực lớn mạnh và nhấn chìm những người lương thiện. Pháp luật có đấy, nhưng chưa kịp thời để xử lý và bảo vệ quyền lợi cho những người lương thiện. Để làm được điều này cần có những điều kiện nhất định. Ngoài những điều kiện khách quan, trong tâm mỗi con người cần sự quyết tâm diệt trừ cái xấu, cái ác, luôn luôn hướng đến cái đẹp, cái thiện và cổ vũ chiến thắng của cái tốt. Câu tục ngữ trên nằm trong hệ thống tục ngữ giáo dục con người hãy sống hướng thiện, làm lành, lánh ác. Con người có lương thiện thì xã hội mới tốt đẹp. Để đạt được điều đó, chúng ta phải tự tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng đạo đức trên cơ sở của lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Hết bài làm 7. Đề bài 8. Nghị luận về hiện tượng bạo lực học đường hiện nay. Bài làm: hàng ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn và trái đất vẫn quay như quy luật của nó. Và trong nhịp thở hối hả của cuộc sống, có khi nào mỗi chúng ta ngoảnh lại nhìn hay sống chậm lại để nghĩ về những điều đang diễn ra xung quanh? Vấn đề bạo lực học đường cũng là một hiện tượng kinh khủng và cần báo động. Bạo lực học đường nguyên nhân từ đâu, diễn ra như thế nào? Có lẽ đây cũng là một câu hỏi không hề khó mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Bạo lực học đường diễn ra khi có mâu thuẫn giữa giáo viên với học sinh hay là do học sinh với nhau. Nhưng hầu hết, các vụ bạo lực học đường đều do học sinh xô xát nhau. Là những học sinh nên em hiểu rõ hơn ai hết về nguyên nhân của bạo lực học đường. Từ những xích mích nhỏ cũng có thể gây ra những trận đánh nhau hay cũng do ghen ghét nhau, đố kỵ nhau. Về mặt chủ quan, ta dễ dàng nhận thấy kỷ cương trong nhà trường của chúng ta quá lỏng lẻo. Chúng ta quá tôn trọng học sinh, thậm chí nhiều trường, nhiều nơi không cho đuổi học học sinh, dù học sinh đó có vi phạm kỷ luật đến mức độ nào đi nữa. Điều đó khiến cho học sinh chẳng còn coi kỷ luật của nhà trường ra gì cả, nên tha hồ đánh nhau, chấn lột lẫn nhau mà cũng không sợ bị đuổi học. Một nguyên nhân chủ quan nữa dẫn đến nạn bạo lực học đường là gia đình thiếu quan tâm đến con em mình. Cha mẹ chỉ lo làm ăn, cung cấp tiền bạc cho con cái tiêu xài. Ngoài ra chẳng biết con cái mình học hành như thế nào, quan hệ với bạn bè tốt xấu ra sao, quan hệ với thầy cô ở trường như thế nào. Chúng có những suy nghĩ lệch lạc như thế nào về cuộc sống, về xã hội. Tác hại của bạo lực học đường thì không ai có thể phủ nhận được, nó gây ra những tác hại rất khôn lường. Bạo lực học đường không chỉ mang lại nỗi đau về thể xác mà còn để lại những rạn nứt về tâm hồn và ngay cả những tiếc nuối xót xa đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Một vụ bạo lực học đường có thể để lại những vết sẹo, những vết thương trên cơ thể, cũng có khi phải trả giá bằng cả tính mạng con người, hàng loạt rắc rối kèm theo. Chắc hẳn các bạn cũng biết đến những clip nữ sinh đánh nhau được post lên mạng, thật là đáng buồn. Nhưng bạo lực học đường không chỉ gây hậu quả cho bản thân
mà còn trở thành vấn đề nhức nhối cho nhà trường, cho ngành giáo dục và cho toàn xã hội. Vậy làm thế nào để ngăn chặn bạo lực học đường? Về phía nhà trường, giáo dục chúng ta phải lập lại kỷ cương trong nhà trường. Dĩ nhiên chúng ta phải đặt nặng vấn đề giáo dục, nhưng cũng phải mạnh tay hơn đối với những học sinh quá kém về đạo đức. Cần phải mời những em học sinh đó ra khỏi nhà trường, nếu không chúng ta sẽ rơi vào chỗ ảo tưởng hóa về vấn đề giáo dục. Bên cạnh đó, gia đình cần quan tâm sâu sắc tới con em mình và có mối quan hệ mật thiết với nhà trường để biết con em mình hàng ngày học hành và sinh hoạt như thế nào. Hơn nữa, nhà nước cần hạn chế những phim ảnh bạo lực, những quán bar, vũ trường, quán nhậu và mở ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho tầng lớp thanh thiếu niên, như xây dựng, mở ra nhiều sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, những câu lạc bộ của từng bộ môn trong trường học để các bạn học sinh vừa học vừa chơi, tạo nên sự thoải mái và tình bạn bè gần gũi, thân thiết thì mới mong hạn chế bớt nạn bạo lực học đường. Và đặc biệt, mỗi cá nhân phải ý thức được bản thân mình trước tiên, phải biết lên tiếng trước những hành động xấu. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì càng phát triển, nhưng có những vấn đề đáng sợ ghê gớm gây ra những hậu quả thương tiếc. Là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, hãy xây dựng tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau để phòng xảy ra bạo lực học đường. Hết bài làm 8. Đề bài 9. Nghị luận về hiện tượng nghiện game, game online ở học sinh hiện nay. Bài làm: thế kỷ 21 chứng kiến sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, với sự xuất hiện của hàng loạt các thiết bị thông minh phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của con người. Bên cạnh những lợi ích to lớn không thể phủ nhận thì chúng cũng mang lại không ít những thách thức đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội. Một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất trong những năm gần đây là hiện tượng nghiện game ở học sinh. Game là một phần của trò chơi điện tử. Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa game và trò chơi điện tử, bởi trò chơi điện tử là sự kết hợp giữa trò chơi và thiết bị giúp bạn tương tác và chơi được trò chơi ấy. Một số các game phổ biến hiện nay có thể kể đến như Liên minh huyền thoại, Dota, Half-Life, v.v. được giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Và nghiện game đã chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận như một dạng rối loạn tâm lý, y hệt như trầm cảm hay tâm thần phân liệt, và cần có cách điều trị đặc dụng riêng để giúp những con nghiện thoát khỏi ám ảnh tâm lý. Nghiện game có thể có một số biểu hiện như không thể kiểm soát được thời gian, tần suất, địa điểm chơi game, luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh trong game, coi trọng game hơn bất cứ thứ gì khác trong cuộc sống, đến mức quên ăn, quên ngủ, không còn nghĩ gì đến học hành, công việc. Việc nghiện game ở học sinh đã và đang gây ra những ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, không chỉ của cá nhân học sinh đó mà còn lên toàn xã hội. Trước hết, nghiện game gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe học sinh. Việc tiếp xúc hàng giờ, thậm chí hàng ngày với máy tính có thể gây ra mỏi mắt, dần dần suy giảm thị lực. Bên cạnh đó, việc chơi các trò chơi chiến đấu thường xuyên đặt bộ não trong một trạng thái căng thẳng liên tục. Đó là nguyên nhân dẫn đến các chứng rối loạn thần kinh, suy giảm trí nhớ. Không những thế, sức khỏe học sinh cũng bị tàn phá khi các con nghiện game thường xuyên ăn uống qua loa, tạm bợ, bỏ bữa để có thời gian chơi game. Trong khi đó, cột sống cũng rất dễ bị tổn thương khi ngồi trong một tư thế, thậm chí là sai tư thế quá lâu. Cùng với những tác động tiêu cực lên sức khỏe thể chất, nghiện game cũng ảnh hưởng xấu đến tinh thần và kết quả học tập của học sinh. Coi game là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không có không quan trọng. Thành tích học tập dễ sa sút, học sinh không còn tâm trí học hành, làm việc, đắm chìm vào thế giới ảo và xa lánh với đời sống thật. Họ dễ dàng rơi vào trạng thái u uất, chán nản, lâu dần sinh ra trầm cảm, thậm chí có những hoang tưởng từ cuộc sống trong trò chơi ra ngoài đời thật. Đồng thời, hiện tượng nghiện game đang diễn ra cũng gây ảnh hưởng to lớn tới gia đình, nhà trường và xã hội. Học sinh nghiện game sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền vào các game online. Ở lứa tuổi học sinh chưa làm ra tiền, các em dễ nảy sinh ra tính trộm cắp, nói dối bố mẹ để có tiền chơi game. Ở mức độ nặng hơn, tâm trí học sinh còn có thể bị kiểm soát bởi những hành động trong game, gây ra những hành động trái pháp luật, gây tổn thương cho bản thân và cho người khác, trở thành gánh nặng cho xã hội. Nguyên nhân từ đâu mà ngày càng có nhiều học sinh nghiện các trò chơi điện tử? Có thể thấy sự giáo dục của nhà trường vẫn chưa toàn diện.
chưa cho học sinh thấy hết được các tác hại nguy hiểm của việc nghiện game, sự quản lý của gia đình vẫn còn lỏng lẻo, xã hội vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức khi vẫn để cho các quán internet mọc lên ồ ạt mà không có sự kiểm soát sát sao. Hơn hết là do ý thức chưa tốt của một số học sinh, chưa nhận thức được sự nguy hại của việc nghiện game. Đã đến lúc tất cả chúng ta cùng chung tay hành động cho một môi trường phát triển tốt đẹp và toàn diện của học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước. Gia đình, nhà trường cần có sự kết hợp trong việc giáo dục và quản lý con em mình. Các game đưa ra thị trường cần có sự quản lý, kiểm soát để đảm bảo đủ sự lành mạnh cho người dùng. Lứa tuổi học sinh là độ tuổi còn bồng bột, dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ. Nhưng hãy biết bảo vệ lấy chính bản thân mình để không sa vào các tệ nạn xã hội, trong đó có nghiện game điện tử. Đừng biến mình thành con sâu làm dầu nổi canh, thay vì là người làm chủ cuộc đời, làm chủ đất nước, lại biến mình trở thành nỗi lo của xã hội. Chơi game là một hình thức giải trí tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, không thể kiểm soát tốt bản thân, ta có thể trở thành nô lệ của trò chơi điện tử từ lúc nào không hay. Hãy là một người chơi thông thái bạn nhé. Hết bài làm 9. Đề bài 10. Nghị luận về hiện tượng đối phó ở học sinh hiện nay. Ngày xưa có nói, sự học thì vô cùng, mà cuộc đời con người chỉ là hữu hạn. Cuộc sống này chỉ có thể kéo dài khi chúng ta học tập, tiếp thu được càng nhiều tri thức và hiểu biết. Thế nhưng, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, đang ở tuổi học hành thì lại không nhận thức được điều đó. Học qua loa, đối phó đang là một vấn đề đáng buồn ở học sinh ngày nay. Cách học qua loa, đối phó có thể hiểu là cách học làm bài không tập trung, không chuyên tâm và cố gắng cho môn học. Việc học qua loa, đối phó là hành động thuộc về thái độ với việc học, là ý thức của từng người học sinh. Trong xã hội hiện đại ngày nay, hiện tượng học đối phó đã trở thành một căn bệnh khá phổ biến ở học sinh và có tốc độ lây lan khá nhanh. Bài làm qua loa, nhanh chóng, thậm chí đi chép bài để có đủ số lượng mà không hề quan tâm đến việc hiểu bản chất vấn đề môn học. Ở trường học, học đối phó thường diễn ra với những môn xã hội, lịch sử, địa lý, ngữ văn. Ở những học sinh ham chơi không có ý thức phấn đấu trong môn học. Khi có những hành động học qua loa, đối phó, học sinh thấy điều đó rất tốt. Học qua loa, họ vẫn có thể đầy đủ bài mà không cần tốn quá nhiều công sức, lại có thời gian làm bài khác. Nhưng học sinh lại không nhìn được những tác hại đằng sau cái lợi nhất thời đó. Người ta thường nói rằng, cái gì đến quá dễ dàng và nhanh chóng thường sẽ không bền lâu. Kiểu học như thế chỉ giúp cho học sinh hoàn thành bài tập giao lúc đó, đạt yêu cầu khi ấy. Thực tế trong đầu họ không có thêm một chút kiến thức. Sau mỗi lần làm bài đối phó, lượng kiến thức cứ tăng lên, trong khi lượng tri thức không hề tăng. Chưa nói đến rằng nó sẽ giảm khi chúng ta càng ngày càng lười suy nghĩ và ghi nhớ. Kết quả học tập của những người học hành đối phó không quyết tâm chắc chắn sẽ không thể bằng những người cố gắng, quyết tâm và cả sự chăm chỉ nữa. Về lâu dài, học đối phó là một con dao chặn đứt con đường học của bạn. Học qua loa, đối phó còn liên quan đến ý thức và thái độ của con người. Mọi thứ đều có thể với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết và thái độ nghiêm túc với việc mình làm. Như Steve Jobs đã khẳng định, điều duy nhất để tạo nên thành công là yêu điều mình làm. Việc nhỏ cũng không làm được, nói chi đến việc lớn. Với thái độ như thế, có dễ dàng sống trong xã hội ngày càng tiến bộ và cạnh tranh như ngày nay. Một xã hội chỉ có những con người lúc nào cũng lo đối phó, qua loa, luôn nghĩ cho mình như thế, liệu có thể phát triển? Thái độ với công việc, với cuộc sống chính là cách quyết định trình độ phát triển giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia. Đó chính là sự khác biệt giữa con người Nhật Bản với con người Việt Nam, giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Hiện trạng học qua loa, đối phó đang phổ biến, có nhiều nguyên do. Có thể thấy sự khác nhau giữa các nước đều xuất phát từ nền giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam vẫn còn chú trọng vào thành tích, điểm số mà chưa có giải pháp cho việc phát triển toàn diện năng lực học sinh, không tìm được động lực cho học sinh tự mình cố gắng. Những áp lực điểm số với bạn bè, áp lực bằng cấp của bố mẹ khiến cho học sinh không có thời gian làm một cách nghiêm túc. Quá nhiều bài phải làm, quá nhiều môn phải học, nhưng thời gian vẫn chỉ 24 tiếng như thế.
một phần đó cũng là do môn học quá nhiều kiến thức chỉ chú trọng vào lý thuyết mà không đề cập tới thực hành, dễ khiến học sinh chán ngán và sinh ra sự đối phó. Chính môi trường học như thế khiến học qua loa, đối phó lây lan nhanh như virus. Đặc biệt đó cũng là do bản thân học sinh không nhận thức được vai trò của việc học cũng như thái độ với công việc mình làm. Với học sinh, học vẫn là cho cha mẹ, thầy cô, không ảnh hưởng đến tương lai và việc của mình. Tự học sinh đã nghĩ như thế thì không chỉ có việc học qua loa, đối phó mà còn dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực khác. Rất nhiều học sinh biết hành động của mình là không đúng, cũng biết tác hại của việc học đối phó nhưng vẫn không biết cách tự cứu lấy mình. Muốn thay đổi học sinh phải thay đổi môi trường học tập của chúng. Điểm số sau này chẳng nói rằng bạn giỏi hay không, chẳng quyết định cuộc đời bạn sau này thế nào. Vì thế hãy đặt vấn đề điểm số và bằng cấp sang một bên, khuyến khích học sinh tìm hiểu và phát huy năng lực của mình, tham gia nhiều hơn vào những hoạt động ngoại khóa, những thí nghiệm thực hành. Khi đó hứng thú với môn học sẽ tự đến. Học sinh cũng cần thay đổi suy nghĩ của mình rằng học cho mình, không phải một ai khác. Không ai có thể sống thay ta và không ai có thể hủy hoại cuộc sống chúng ta ngoài chính chúng ta cả. Tự mình thay đổi, tự mình học hỏi để tự mình tỏa sáng. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng những kiến thức thì mênh mông và thành công vẫn đang đợi bạn. Học hay không, đối phó hay nhiệt huyết, chỉ bạn mới có thể quyết định. Hết bài. Trên đây là 10 đề văn nghị luận về hiện tượng đời sống. Nếu các em muốn đề xuất đề văn nào, hãy comment ở bên dưới. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe, tuyển tập những bài văn hay của các cấp nhé.